12 xong. Còn cái này à, cái này là thịt heo xay hả? Thịt heo xay với lại mắm ruốc trứng. Nhà mì ăn với cơm rồi, đang trời mưa outside. Mới nấu xong không? Mời mọi người nha. Đây là bữa tối ha. Bữa tối của mình. Ok, tắt đi.